khán giả thấy sự kiện đến nay thế nào ạ? Thế nào ạ? Vâng, chúng ta sẽ không phải đợi lâu nữa mà đến với trận đấu chính của sự kiện đêm nay. Với 4 hiệp 3 phút, trận đấu hạ cân 79kg. Phía ở góc đài xanh là vận động viên Việt Nam. Anh đã vô địch quốc gia 12 năm liền, huy chương vàng SEA Games năm 2019, 2021 và huy chương vàng năm 2015, huy chương bạc SEA Games 2019. Ngoài ra, ở thành tích chuyên nghiệp, anh còn là nhà vô địch WBA châu Á. Tôi không nói đến ai khác, đó chính là The King Trương Đình Hoàng. Vâng, tôi đang thấy trên gương mặt của Trương Đình Hoàng một ánh mắt quyết tâm. Thưa quý vị, The King Trương Đình Hoàng. Về phía đối thủ của anh Trương Đình Hoàng, anh đã có 30 trận đấu nghiệp dư, hạ cân 81kg tại Scotland và một trận thắng bốc trình chuyên nghiệp ở bên góc đài đó, đó là Matthew the Toucher Bando. Có được một chiến thắng trước đối thủ Alex Finolenko và đã có 30 trận đấu boxing nghiệp dư tại quê nhà Scotland. Lần này là đối đầu với một đối thủ cao to hơn và cùng chờ đợi vào sự trở lại của Trương Đình Hoàng, người đã từng giành đai WBA châu Á đầy cảm xúc. Vâng, trận đấu giữa nhà vua boxing Việt Nam Trương Đình Hoàng và gã dị nhân đến từ Scotland Matthew Cook Donald. Vâng, chính thức. Vâng, và tôi rất nóng lòng đến những diễn biến của trận đấu hôm nay. Áp lực đầu tiên đến từ Matt Donald. Trương Đình Hoàng thì đã quá bản lĩnh với những trận đánh lớn. Vâng, và chúng ta thấy được những cú đấm mạnh mẽ đến từ hai nhà vô địch của chúng ta. Có vẻ như cả hai sở hữu những pha đấm rất là nặng như búa tạ. Liên tục là những pha tấn công từ Donald. Đây mới là thời điểm của hiệp đấu thứ nhất mà thôi.
Đây sẽ là trận đấu với 4 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Cú đấm rất hay, đó là McDonald. Nhưng sau đó lập tức là những pha trả đòn rất nặng của Trương Đình Hoàng. Đó là đòn tay trái. Vâng, và chúng ta thấy trên màn ảnh đó là những cái vòng mang thương hiệu của Trương Đình Hoàng, mang một sức mạnh không ngờ. Cú vòng trái uy lực đã tấn công trúng đích. Là một phong cách đùng đỉnh quen thuộc của Trương Đình Hoàng. Vâng, tôi không nghi ngờ đó là bản lĩnh của nhà vô địch thưa quý vị. Tiếp tục là những cú chắp thì đã không thể có tình huống móc sau đó đến từ McDonald. Tiếng chan chát đét đúa đã vang lên thưa quý vị, đó là hai cú đấm trúng đích cho Trương Đình Hoàng. Rất tốt nhịp 1-2. Trương Đình Hoàng chủ động và rõ ràng là kinh nghiệm trận mạc của anh ở trong quãng thời gian gần đây là nhiều hơn đối phương. Rất tốt. Overhand mang thương hiệu Trương Đình Hoàng thưa quý vị. Có vẻ như nhà vô địch của chúng ta đang tạo áp lực khá là kinh khủng cho đối phương của mình. Liên tục những đòn đánh như búa tạ. Không hổ danh thương hiệu nhà vô địch Boxing Việt Nam. Vâng, và hiệp thi đấu đã kết thúc. Hai vòng chúng ta trở lại khán đài để chuẩn bị cho hiệp đấu thứ hai. Trương Đình Hoàng vẫn đang là những người vẫn là võ sĩ làm chủ nhịp độ của trận đấu. McDonald cố gắng tăng tốc bằng những ra tay liên tục, dụng nhịp 1-2, tốc độ ra tay rất tốt và nỗ lực dồn ép, nhưng Trương Đình Hoàng đang cố gắng để tạo ra được một thế an toàn cho đối phương. Trong đó những cú overhand sở trường, cú móc vẫn đem đến chất lượng đến từ tay đấm đã 12 lần vô địch quốc gia. Đây là một ví dụ như vậy. Cú đấm liên tiếp chính xác. Vâng, và chúng ta sẽ bước đến hiệp 2 của trận đấu giữa anh Trương Đình Hòa và Matthew Donald. Liên tiếp là những cú body shot đến từ McDonald. Có vẻ là chủ động hơn, vừa rồi là một đòn tốt. Vâng, dường như khán giả không thể nào ngồi yên được. Tất cả mọi người dường như đang đứng lên theo dõi trận đấu của nhà vô địch Trương Đình Hoàng và võ sĩ Matthew Cook Donald. Vừa rồi là một pha phản đòn chính xác cho Trương Đình Hoàng. Một cú móc vào body và sau đó là một cú vòng trái vào phần mặt của Matthew Cook Donald. Phút đã qua và Trương Đình Hoàng vẫn chưa có thêm một cú đấm trúng đích nào. Rất tốt cú trip. Rất tốt, McDonald cũng không phải là một tay mờ, liên tiếp là những cú vòng phải. Vẫn là một nhịp vào đòn body và sau đó là một cú vòng phải rất nhanh. Hai lần ở hiệp 2 này Trương Đình Hoàng đã lĩnh những cú chính xác như vậy của đối phương.
Vâng, tôi không nghi ngờ bản lĩnh của anh Matthew Cook Runner. Thì cách đây 2 năm anh đã chiến thắng tại một giải WBA của châu Á, chiến thắng trước đối thủ người Nga Alexey Filonenko. Rất chính xác. Một cơ hội thực sự là tuyệt vời cho Trương Đình Hoàng trong ngày trở lại của mình trước một đối thủ và đến lúc này vẫn đang gây ra rất nhiều những khó khăn cho anh. Ép vào góc đài nhưng Trương Đình Hoàng đã dễ dàng hóa giải. Vâng, hai cú đấm vào thân người rất chính xác của Trương Đình Hoàng. Liên tiếp tấn công vào body. Vâng, những pha tấn công và di chuyển rất là nhạy bén của Trương Đình Hoàng khiến McDonald khó mà lường được. Và McDonald liên tục hứng chịu những cơn mưa đòn đến từ nhà vô địch Trương Đình Hoàng. Liệu anh ta có thể trụ được đến hiệp tư hay không? Vâng, chúng ta thấy được rằng sự gắn lì đến từ võ sĩ Matthew Cook Donald. Lúc này là thời điểm mà Trương Đình Hoàng đang bùng sức. Liên tiếp là những tình huống mà McDonald phải dính đòn. Khán đài như vỡ hòa thưa quý vị. Trương Đình Hoàng đã thay đổi khi mà thi đấu nhường lại sự chủ động cho đối phương ở hiệp 2. Nhưng khi mà anh bùng sức trở lại thì thực sự là McDonald đang gặp phải quá nhiều những khó khăn. Gương mặt của tay đấm người Scotland đã khá nhiều những vết thương. Chúng ta cùng xem tình huống lách né và phản đòn quá hay. So với hiệp đấu thứ nhất thì Trương Đình Hoàng cũng đã phải lĩnh khá nhiều những cú đấm chính xác của đối phương khi bước sang hiệp 2 này. Nhưng so với những gì mà McDonald gặp phải thì đó vẫn là một số lượng cũng như là sức nặng chưa bằng. Hay quá hay. Vâng, và chúng ta đang bước đến hiệp 3 của trận đấu giữa anh Trương Đình Hoàng và Matthew Cook Donald. Lúc này thì Matthew Cook Donald đã phải nhận khá nhiều đòn và gương mặt đã bị thương. Đây cũng là một tay đấm tương đối lì đòn. Một cú chọc chính xác cho Trương Đình Hoàng thưa quý vị. Dù đã nhận rất nhiều cú đấm nặng trịch từ nhà vô địch của chúng ta nhưng mà võ sĩ Matthew Cook Donald vẫn không chùn bước. Anh ta vẫn liên tục tiến tới để gây áp lực ngược cho võ sĩ Trương Đình Hoàng. Tôi đang chờ đợi những pha lộ ngược dòng ngay gây cấn từ Matthew Cook Donald. Chúng ta có thể làm được điều đó không? Vẫn đang là Trương Đình Hoàng chủ động hơn trong những cú giao tay. Nhưng vừa rồi anh đã phải lĩnh một tình huống móc trái rất tốt. Thêm một đòn đánh nữa đến từ McDonald. Hai đòn đấm liên tiếp chính xác. Một cú móc trái và sau đó là một tình huống tiếp theo. Vâng, sở trường của anh Trương Đình Hoàng đó là những cú đấm như trời giáng. Và tôi đã thấy những cú đấm đấy đã khiến cho anh Matthew Donald đã có chút e dạ. Rằng là Trương Đình Hoàng đang tỏ ra hiệu quả hơn với rất nhiều những cú đấm ở trong hiệp 3 này, từ những cú vertical jab cho tới những cú vòng phải. Vâng, rất xứng đáng là một trận main event rất là máu me, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen quý vị. Những pha cọ sát đến từ hai bên khiến trọng tài phải can thiệp. Ra là Trương Đình Hoàng tỏ ra kinh nghiệm trong việc làm giảm đi áp lực đến từ đối phương. Vâng, và chúng ta thấy được là một mí mắt của Trương Đình Hoàng chúng ta đã bị hơi bị rách nhẹ. Trận đấu xứng đáng là trận main event của sự kiện Celebrity Fight Championship ngày hôm nay. Xứng đáng với sự chờ đợi
Thêm một đòn đánh chính xác nữa đến từ McDonald. Anh lại đang làm tốt hơn ở phần sau của hiệp 3 này. Trương Đình Hoàng vẫn đang tỏ ra cực kỳ ấn tượng trong những tình huống jab. Cú chọc của anh đang tỏ ra hiệu quả và tạo ra khá nhiều những vất vả dành cho McDonald. Và 10 giây cuối cùng hiệp đấu thứ 3. Vâng, thật máu lửa thưa quý vị. Chúng ta không nghi ngờ gì hơn, đây là một trận đấu giữa nhà vô địch và một đối thủ xứng đáng của anh ta. McDonald với sức mạnh của mình, nhìn hơn về mặt chiều cao và nền tảng thể lực, tỏ ra bền bỉ so với Trương Đình Hoàng. Và anh đã thể hiện được điều đó ở hiệp đấu thứ 3 này, khi đã tạo ra được những đòn đánh giàu sức nặng hơn về phía võ sĩ số 1 của Việt Nam. Đây là một ví dụ như vậy. Thiếu chút nữa đã có một combo hai đòn đánh chính xác. Những cú right straight giàu sức nặng, nhưng ở chiều ngược lại thì Trương Đình Hoàng cũng đang tỏ ra là chủ động hơn trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu, giảm áp lực khi cần và vẫn có thể đủ tạo ra được. Vâng, và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu cuối cùng của anh Trương Đình Hoàng và Matthew McDonald. Tất cả đang chờ đợi vào hiệp đấu cuối cùng này. Tôi có cảm giác như McDonald đang cố gắng khiêu khích Trương Đình Hoàng với những pha tấn công áp sát và đã bị. Vâng, chúng ta vừa thấy một pha trao đảo của anh Matthew McDonald. Thế thủ thì Trương Đình Hoàng vẫn đang tỏ ra tốt hơn trong những tình huống chủ động bè đỡ. Anh vẫn đang chờ những khoảng trống như thế này để tung ra một cú đấm sở trường. Vẫn là sự tình quái đến rất khó chịu của Trương Đình Hoàng. Những tiểu xảo để khiêu khích đối phương. Hoàng đã ngã ra, trận đấu vẫn sẽ tiếp tục. Liên tục trái rất hay đến từ Donald. Máu đã tiếp tục rơi trên gương mặt của Trương Đình Hoàng. Một trận đấu thực sự hấp dẫn vào lúc này. Cân bằng. Vâng, một trận đôi công không thể nào nghẹt thở hơn. Hai bên không ai nhìn ai và liên tục tung ra những cú ra đòn chắc nịch và trúng đích. Vâng, tổ hợp đòn đến từ McDonald. Vâng, tôi thấy không nghi ngờ gì nữa, anh Trương Đình Hoàng đã có thể tìm được một đối thủ chính xác xứng đáng cho bản thân mình. Đây, xứng đáng là một trận main event tuyệt vời. Vâng, tôi thấy được những vết thương trên gương mặt của anh Matthew McDonald. Và tôi không biết rằng anh ấy có còn đủ sức để chống trả một phút cuối cùng của trận đấu hay không. Một trải nghiệm thực sự là chất lượng với Trương Đình Hoàng để chuẩn bị cho SEA Games, chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới ở những giải đấu chuyên nghiệp. McDonald quá khó chịu. Bây giờ là thời điểm mà 30 giây cuối rồi. Có vẻ như Trương Đình Hoàng sẽ cố gắng bùng sức ở trong thời điểm cuối này. Hai đòn chính xác liên tiếp và những cú chọc trái. Và 10 giây cuối cùng trận đấu thưa quý vị. McDonald thì đã xuống sức thấy rõ đến thời điểm này rồi. Anh chỉ cố gắng để duy trì sự ổn định thôi. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Một trận đấu thực sự hấp dẫn với 4 hiệp đấu cân bằng. Trương Đình Hoàng đã tìm được một đối thủ xứng tầm ở một sự kiện đầy ý nghĩa như Celebrity Fight Champ Edition trước đối thủ người Scotland, McDonald. Một trận đấu khó khăn hơn dự kiến với Trương Đình Hoàng. Nếu như chúng ta chỉ
xem về hồ sơ của McDonald, một người thậm chí đang là một nhân viên văn phòng, thì sẽ có những băn khoăn về cuộc đối đầu này. Nhưng McDonald đã chứng tỏ rằng mình là một võ sĩ được đào tạo bài bản và có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi thượng đài với một người đang chơi chuyên nghiệp và giữ được tấm đài WBA châu Á Thái Bình Dương. Trương Đình Hoàng khó chịu ở trong hiệp đấu thứ nhất và hiệp đấu thứ hai, nhưng McDonald cũng đã khẳng định mình khi bước sang hiệp 3 và phần đầu hiệp 4 với sức nặng trong những đòn ấm như thế này. Rất hay với một tình huống lặn né đòn và sau đó là trả tình huống đấm trái tay. Và trên tay tôi đang cầm kết quả của trận đấu giành Trương Đình Hoàng và anh Matthew Cook Donald. Theo quý vị thì ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay ạ? Xin hỏi ai nghĩ anh Trương Đình Hoàng sẽ chiến thắng ạ? Anh nghĩ sao anh Matthew Cook Donald chiến thắng ạ? Vâng, tôi thấy như là cả khán đài này đều là hai võ sĩ đều là của họ. Và sự kiện sẽ tiếp